Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với Ngân, chúng mình sẽ trải nghiệm làm món cơm cuộn kimbap Hàn Quốc. Như là đã giới thiệu ấy, thì cùng với Ngân các bạn có thể sẽ học được những cái cách nấu rất là đơn giản, để chúng ta thấy rằng là nấu món Hàn Quốc không hề khó. Chắc hẳn là ai cũng đã biết về món cơm cuốn, món kimbap Hàn Quốc đúng không ạ? Chúng mình xem trên phim, có mình đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc cũng khó. Và rất là nhiều người thì cho rằng là quen gọi rằng đấy là món sushi của Nhật Bản. Nhưng thực tế thì người Hàn Quốc họ rất là tự hào về món kimbap của họ. Có rất là nhiều tranh cãi về món kimbap cơm cuộn của Hàn Quốc. Có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học thì cho rằng món kimbap là học hỏi được từ món norimaki của Nhật. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái nhà nghiên cứu về ẩm thực Hàn Quốc thì họ cũng đưa vô vàn những cái biện chứng cho thấy là kimbap chính là một sản phẩm đặc trưng, một cái món ăn tự hào với những cái nguyên liệu rất là đặc trưng của người Hàn Quốc. Ngay từ thời Tam Quốc, tức là từ thời triều đại Silla, người dân Hàn Quốc cũng đã biết sử dụng rong biển để có thể đưa vào những cái bữa cơm của mình. Và đặc biệt là vào thời Goryeo, có một vị sư, ông ấy đã dùng cái lá rong biển để cuộn với cơm khi mà ăn, cùng trao đổi và nói chuyện với nhà vua. Và từ đó thì rất là nhiều những cái người dân, người ta cũng học theo cái vị sư đó để có thể sử dụng rong biển trong các cái bữa cơm. Và vào năm 1424 thì tại cái vùng biển, vùng Gyeongsangdo ở Hàn Quốc, thì có một phụ nữ bằng cái cách chế biến của mình đã đưa ra cái lá kim. Và đó chính là cái khởi nguồn của lá kim ngày hôm nay, để chúng ta có thể sử dụng làm nguyên liệu chính để đưa vào cái món cơm cuộn kimbap. Cơm cuộn kimbap thì ngay từ thời ban đầu nó giống như là một cái biểu tượng cho ngũ hành cộng thêm với trời và đất. Tức là nhất định ở trong kimbap của chúng ta phải có đủ 7 loại nguyên liệu khác nhau. Đó là thịt, là rau, là lá kim, là gạo. Và với cái sự sáng tạo cũng như là cái điều kiện của mỗi gia đình, mỗi cái vùng miền mà có thể có được những cái loại kimbap cơm cuộn khác nhau. Không thể nói được rằng là cái vị kimbap hay là cái loại kimbap nào là kimbap truyền thống. Chúng ta chỉ có thể nói rằng là đâu là một cái vị kimbap mà phổ biến nhất, nhiều người, nhiều gia đình làm nhất. Và hẹn các bạn là chúng ta sẽ chọn ra hai cái loại cơm cuộn kimbap mà phổ biến nhất, được các bà nội trợ cũng như là được rất là nhiều các bạn nhỏ cũng như là thanh niên, học sinh thường xuyên làm và mang đi trong những cái bữa ăn đi dã ngoại cũng như là những cái bữa ăn nhanh của mình trong cái quá trình công tác và làm việc. Kimbap thì có rất là nhiều loại, và đây chính là một cái món ăn mà nhiều người Hàn Quốc thì họ cho rằng đấy chính là cái niềm tự hào của người Hàn Quốc. Và cũng rất là nhiều người nước ngoài, khách du lịch thì cũng hiểu rằng là món cơm cuộn kimbap chính là món ăn quốc hồn quốc túy của người Hàn. Một trong những điều kiện bắt buộc để có thể làm được món cơm cuộn này, đấy rằng là chúng ta phải có một cái tấm bằng tre như thế này, một cái tấm cuộn bằng tre. Vì sao mà người Hàn Quốc lại chọn tre? Thứ nhất là họ cho rằng về cái độ sạch sẽ thì tre rất là sạch sẽ và có thể giữ ấm được cơm khi mà người ta làm. Bởi vì cơm nguội quá hay cơm nóng quá cũng đều không thể làm được. Cho nên là cái tấm cuộn bằng tre này đủ giữ độ ấm nhưng mà lại không bị nóng tay cho người nội trợ. Và cái việc mà quấn bằng tấm tre này thì người Hàn Quốc cho rằng đây là một cái sự gắn kết rất là tuyệt vời với lại 7 những cái loại nguyên liệu khác nhau. Và một trong những cái món cơm cuộn phổ biến nhất mà người Hàn Quốc có thể thường xuyên dễ dàng thực hiện chế biến ngay tại nhà, đấy là món cơm cuộn bò. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thử xem là làm cơm cuộn bò với Ngân thì sẽ như thế nào nhé các bạn nhé.